Trân Thành 26 nổi lên như một điểm sáng khi sở hữu tọa độ kim cương, được coi là vị trí đất đẹp nhất khu vực Trân Thành hiện tại. Quốc lộ 14 đi các tỉnh Tây Nguyên và Đồng Nam Bộ và nằm ngay tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành gần quốc lộ 13. Trân Thành 26 với tổng diện tích 7.710 m², số lượng 26 nền với diện tích đa dạng, thổ cư 100 m² sổ sẵn. Phải kể đến các tiện ích bao quanh như trường học các cấp 1, 2, 3, trạm y tế, ngân hàng, chợ, trung tâm thương mại Vincom, sân golf với diện tích khoảng 204 hectare trên bản đồ quy hoạch và chỉ mất vài phút đến Ủy ban Nhân dân và Trung tâm Hành chính thị xã Trân Thành. Trân Thành 26 đảm bảo sẽ mang đến cho các nhà đầu tư tiện ích nhất khi hỗ trợ thanh toán linh hoạt trong nhiều đợt hoặc công chứng ngay nhận ngay sổ hồng. Ngoài ra còn được chiết khấu phủ lên đến 10% giá trị sản phẩm. Với tốc độ phát triển thần tốc của Trân Thành cùng với những giá trị phòng hưởng trên, chắc chắn sẽ đem đến cơ hội đầu tư sinh lời kim cương và khả năng thanh khoản chắc thắng mà không nhà đầu tư nào muốn bỏ lỡ.